Cây này cây trung nu nha các bạn, cây này trung nu mà cái giống sau này nha các bạn nên nu dữ lắm, chứ không phải giống đời đầu. Giống này là sau này người ta có chọn lọc giống rồi nên cái giống này nó nu lắm, mà phải nu dữ dằn luôn. Nó nhảy một cái cốt đa rất là đẹp, nó liền sẹo gần như 100 luôn, liền sẹo gần như 100 luôn các bạn. Cái này thì sẹo rễ mới đục lại thôi, nhưng mà nó nhảy cái cốt đa bự 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 đẹp ghê luôn. Nhưng mà mấy bạn biết sao không, cây này nó vẫn bị một cái điểm lỗi, tại vì lý do là nó nhảy cái cốt đa nhiều quá chỗ này nè, nên dưới gốc mà nó không có nở gốc, không có nở gốc nên cảm giác cái khúc này nó bị cũng như nó hơi nhỏ so với cái phần ngọn, nhìn nó nhìn không đã. Chứ nếu cái này mà nở gốc một cái là y như gốc cổ thụ nè, nở được cái vách bên đây là gì nè, là mấy bạn khỏi chê cái này luôn, nó không có nở gốc. Đế thì nó bủa nó bị hơi lõm chỗ này nè, chỗ này có rễ hết nhưng mà hơi lõm. Nhưng mà cây này nó nhảy hết là nó đẹp lắm nè. Cây này cái hoành gì góc khoảng 40 các bạn. Cùng góc ở đây nè, thấy tôi cầm hai một tay tôi cầm mấy cái nửa bên nè. 40 có hơn luôn bạn, nếu bạn đòi sẽ góc 40 hơn luôn bạn. 40 á, nhiều khi vậy bạn đo 38 39 hay gì nó còn cầm báo khoảng 40 nè. Còn chiều cao nó khoảng tới cái chốt này cho khoảng 25 rồi. 56 à. Cây này nguyên khối, nhìn cái cốt đa nó đẹp ghê. Cái cốt đa nó muốn bắt ra mấy cái cành phơm thiên nhiên, nhìn nó đã lắm, nhưng mà cái phần đế nhìn chưa được, phần đế này chưa đạt. Phần đế bên đây thì được rồi đó, nó cũng hơi lõm một tí xíu. Này nó lõm, nên cảm giác nó bị, nhìn nó không giữ. Nhưng mà cái này nó nở ra chỗ này khoảng 50 hoành là cái này là khỏi chê luôn đó. Mà trung nu mà 50 hoành là nó bự lắm, nu 40 trở lên là dạng cây to rồi, trồng cũng khá là lâu rồi. Tại trung nu nó chậm lớn hơn cây gò công rất là nhiều, trung nu nó chậm lớn lắm. Con này là cốt đa đẹp, móc bắt cành vô là đẹp á, mình nghĩ là đẹp. Phơm thiên nhiên, ai phái phơm thiên nhiên thì cốt này là đẹp á, nhưng mà cái đế thì phải làm thêm, tạo đế thêm cho cái cây dách đầu nó cứng cáp luôn, dách nó vô dách chữ A. Phải cái dách này mà nằm ngang nhìn nó cũng có duyên đó, nhưng mà cái dách này ác cái ngày mặt tiền của nó hơi xui xui thôi bạn. Đó, như bạn dách nhìn nó cứng cáp không? Cây này có thể chọn mặt tiền nữa quá, có thể lấy cái cốt này ra bỏ, lấy mặt tiền lại bên đây là nhìn nó cây nó cơ bộ nó cứng cáp hơn. Đúng rồi, chùi đúng rồi bạn. Nhưng chịu khó nuôi cái sẹo này, nếu bỏ cốt này lấy cái sẹo này ra, chọn mặt tiền bên đây, cái cốt đây này. Lấy mặt tiền bên đây cái dách này nhìn cái cây nó cứng cáp hơn bạn, đúng rồi. Tại nói chung nhiều cây quá mình chưa có suy nghĩ hết nữa, lên cái hình mình mới, nhiều khi mình mới suy nghĩ ra. Đúng rồi bạn, lấy cái cốt này ra nè. Thôi nói chung tùy bạn ơi, để nguyên cái dày thì nó không có sẹo chứ. Nhiều khi mình thấy cái sẹo mình nuôi ngán thấy bà luôn, ngán dữ lắm. Không có sẹo vẫn là tốt hơn. Trung nuôi nha bạn. Coi này nhìn nó có cái cốt đa.